Chiều ngày 27 tháng 8, Tổng lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh đã giao 403.000 liều vaccine COVID-19 cho đại diện Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lô vaccine đầu tiên trong cam kết của Úc hỗ trợ 1,5 triệu liều AstraZeneca cho Việt Nam trong năm nay để chống dịch COVID-19. Số vaccine này đã về đến thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua ngày 26 tháng 8. Ngoài lô vaccine đã giao, Úc còn có gói hỗ trợ liên quan đến vaccine trị giá 40 triệu đô la Úc dành cho Việt Nam. Úc sẽ cung cấp thêm những liều vaccine thông qua chương trình hợp tác với UNICEF, đồng thời tài trợ bơm kim tiêm, thiết bị dây chuyền lạnh, bao gồm 1.900 tủ lạnh và 5 xe tải lạnh, đào tạo nhân viên y tế và hỗ trợ triển khai tiêm chủng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa.